một cái người chuyên gia lạc đường, không biết đường ở trên nhân giới này đi mua đất cho mình hả? Nãy giờ tôi bị lạc. Trễ lắm rồi, con sẽ biết nào nữa đâu. Ôi giời, cái gì vậy? Nabi, sao bà lại làm chuyện này ở nhân giới vậy? Không được đâu, không. Thầy sẽ là giáo viên mới trong học kỳ này của các em nha. Thầy sẽ mở một lớp học phụ đạo cho các em. Ờ, vậy thôi, ở lại học đi, tôi đi về đó, bye bye. Trò tới đây để tìm con quỷ xuất hiện trong bản tin gần đây. Đã tới lúc cho ta thấy con quỷ thật sự rồi. Tướng ảnh của ta. Ra đây chính là con quỷ ta đang đi tìm kiếm sao. Ôi cha, đi thôi nào, cuộc chức ảnh mới của ta. Đứng lại đó, cú đấm thiên thần. Ôi cha. Nabi ơi, Nabi có sao không vậy? Nabi có sao không? Ủa sao ông ở đây? Ủa tôi ngoài đây vậy? Tôi còn thấy đau đau nữa. Ủa tôi nhớ tôi đang học phụ đạo mà ông lại làm gì đúng không? Tôi làm cái gì? Tôi mà không quay lại là hả bà tiêu đời lâu rồi. Ai, nếu như là người thường, tại sao mình lại có cảm giác khó chịu thế nhỉ? Ai, sao mình cứ có cảm giác kỳ lạ đối với thầy vậy ta? Ai, chắc là mình nghĩ nhiều thôi, không có gì đâu, về thôi. Không, không được, có gì đó kỳ lạ lắm. Tại sao mình lại có cảm giác rất lo lắng cho Nabi thế nhỉ? Quay lại thôi. Đứng lại đó, ta sẽ sử dụng sức mạnh cú đấm thiên thần. Chà. Chuyện là vậy đó, làm ơn, đừng có mê trai nữa được không? Nghe nói là con gái của quỷ vương rồi đó, mà sao dễ bị lừa quá vậy? Cái tên kia à? Sao ngươi dám cản đường ta hả? Từ từ, vui đây, thiên thần à. Đó, thầy giáo của bà mê đó. Cái gì? Thầy giáo của tôi? Sao nhìn thầy ghê quá vậy? Thiên thần sao là xíu vào chuyện của ta? Không phải quỷ cũng là kẻ thù của ngươi sao? Hả? Thầy nhận ra được ông là thiên thần, tôi là quỷ luôn. Hả? À, thì thường là thiên thần và ác quỷ không bao giờ sống chung, nhưng mà con quỷ này là ngoại lệ. Ông giống như tôi mà con quỷ ha? Chứ không lẽ bà là con gì? Hai tụi bay nói nhiều quá rồi đó. Chắc ta sẽ xử hai tụi bay luôn. Chắc pháo thiên thần cũng sẽ ngon nhỉ. Không dễ như vậy đâu. Đỡ lấy cú đấm thiên thần của ta nè. Hãy ta. Mày nè. Xong, xử lý hắn xong rồi. Tụi bay không dễ đánh bại được ta đâu. Ta là thợ săn quỷ mạnh nhất của này. Ôi, như hắn muốn săn cô đó. Lần này để tôi sẽ cho hắn biết thế nào là giáp bắt này ta hết. Thôi chừng đó nha. Ủa, sao bà ở bển hồi nào vậy? Cái gì vậy? Sao chân ngắn mà chạy lẹ như vậy? Tôi còn tưởng bà còn đứng cạnh tôi đó chứ. Ủa, ông có sức mạnh mà tôi không có sức mạnh. Và ông là thiên thần thì tôi cũng là ác quỷ vậy. Ông khinh thường tôi quá hiền. Cũng mạnh vậy sao? Nhưng mà bà không sao là ổn rồi. Ai vậy? Hai đứa có sao không? Không sao thầy ơi. Trời, tụi em không sao hết. Tên thợ săn quỷ đó chắc hẳn phải đói lắm rồi mới làm liều như vậy. Ủa, vậy là thầy cũng biết là có thợ săn quỷ hả? Có quỷ thì phải có thợ săn quỷ chứ. Nhưng mà trường này là cho ta quản lý, cho nên không có thợ săn quỷ nào dám vào. Thì ra là vậy. Ghê quá các bạn ơi, sợ quá. Lần đầu tiên được chạm mặt thợ săn quỷ luôn á. Được rồi, hai đứa cứ về đi, để ta lo những bạn học sinh khác. Em cảm ơn thầy dắt nha. Thầy nhớ, đây chỉ là tai nạn xịt khí gà chứ không phải là tai nạn thợ săn quỷ nha. Dạ tụi em nhớ. Xịt khí gà thôi chứ không thợ săn quỷ hết. Dạ tụi em. Ok, đi về. Xịt khí gà thú quá. Trời ơi, tự hào quá ha, đứng cuối bảng rồi còn bày đặt khoe chơi game nữa. Cái gì? Thì tại vì á, tháng này ra nhiều game quá, tôi không có thời gian học thôi. Trời, nói chuyện như kiểu chơi game là chính hả, học là phụ thôi vậy á. Cái gì vậy? Ôi, đây là chỗ nào vậy? Chỗ nào vậy? Thầy giác. Hello thầy nghe. Ủa, sao thầy kêu tụi em tới đây? Thôi, tụi em tới đây chi vậy? Con bé kia, tại sao em lại đứng cuối bảng? Ủa, thì tại vì em không biết sao em đứng cuối bảng.
Bản thân là con gái của quỷ vương mà lại học dở thế mày sao? Không biết nhục hả? Đừng có nói chuyện vô lý nữa. Ta có một thông báo cho em nè. Nếu em không đủ điểm trong kỳ thi sắp tới thì em sẽ bị trả về ma giới. Hả? Cái gì? Không, không, thầy ơi, em không chịu về đó đâu. Ủa sao bà kỳ á? Nơi đó là nơi bà sinh ra, bà phải vui chứ. Trời đất ơi, không vui chút xíu nào luôn á. Ở dưới là không có mô hình, không có game, không có truyện tranh, không có những thứ tôi thích thì làm sao mà tôi chịu chứ. Không có nói nhiều, từ giờ Tô Gà sẽ dạy cho em học. Hả? Em hả thầy? Em có chết cũng không để cái thằng thiên thần giả tạo này chạy đâu em đâu. Ây da, sao hả, dám đánh còn chửi tôi nữa. Không chịu thì chuẩn bị dọn quần áo xuống địa ngục thôi nào. Ơi, trời đất ơi, cái gì mà lại cứ vậy hoài à. Vậy thì ok. Đừng có mà lên mặt dạy đời tôi nghe chưa. Học thì học trời thôi, đừng có tưởng là có thể làm thầy của tôi, ok. Cái này là thầy dắt yêu cầu tôi chứ tôi cũng đâu có muốn dạy bà chi cho nó mệt đâu, phiền thật chứ. Thầy mà không kêu thì tôi cũng chẳng dạy đâu. Ai bảo hả, đứng cuối bảng chi không biết nữa. Thôi đi lẹ đi trời ơi. Thầy mà không kêu thì tôi cũng không có học với ông đâu. Rồi đi 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 đi. Mà hả chảnh. Thôi mà quá, đi về nhà đi không đánh. Ủa, tự nhiên trời mưa rồi. Ờ, cái gì vậy trời? Ủa, cái gì vậy? Dùng chung một cây dù. Ủa, là sao? Nhiệm vụ mới nữa hả? Ủa, sao tự nhiên trong túi đồ của tôi có cây dù nè. Ê, hình như chúng ta phải xài chung nó rồi. Phải đi chung xài chung cái dù hả? Trời ơi. Rồi thôi, chắc là vậy chúng ta sẽ được tăng thêm điểm tình cảm đó Nabi ơi. Nên là thôi ơi, cố đi, nhiệm vụ trời kêu sao thì làm vậy đi. Trời trời đất ơi, cái vụ nhỏ xíu mà bực bội ghê. Ok, vậy đi chung nè. Đi thôi. Ngáp cái gì mà ngáp? Học chưa có xong mà ngáp rồi. Nãy giờ là thuộc chứ vậy? Cái gì mà thần chú, cái này là bài học công thức mà chúng ta phải ghi nhớ trong đầu bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. Nghe thầy dắt nói chưa, không lên hạng là hả sẽ bị đẩy xuống ma giới đó. Trời ơi biết rồi, nhưng mà đúng là mấy cái này khó quá các bạn ơi, nó còn khó nhớ hơn combo chơi game hả, bấm skill á. Game với gũng nè, lo mà học đi. Học vô đi, học vô đi. Cô nhớ nha, cô mà bị đầy xuống ma giới là không còn cơ hội gặp tôi nữa đâu nghe. Ở đó mà hả, không có chịu học. Ok, tôi biết rồi. Nói cái này nãy giờ chắc phải 80 lần rồi đó. Ai mà không biết. Đang học nè. Rồi học đi. Cũng là tôi bị đầy xuống ma giới mà còn liên quan gì tới ông làm. Nhưng ông hả, ông nhớ tôi lắm hay gì á? Thì nhớ mà. Ôi lộn, cái gì đó. Thì nhớ mà học, học mà nhớ vô trong đầu đó nghe chưa. Trời ơi, học không học mà sao cứ đi lu đi tới vậy, sao mà nhớ được? Thì đó là cách học của tôi, sao mà ông kỳ cục quá. Trời ơi, kể tôi đây. Trời ơi, ngồi thì mới dễ học chứ cứ đi lu đi tới vậy, nãy giờ có thuộc được câu nào chưa? Tôi thuộc hay không kể tôi. Tôi là người được trọng trách hả, thầy dắt kêu là phải dạy kèm cho bà, sao mà kể bà được. Nếu bà mà không lên hạng chắc tôi cũng bị chửi theo bà luôn đó. Mệt quá à, nói gì mà nói hoài à. Vậy cuối cùng là ông có im hay không hả? Tôi học sao kể tôi đi. Này bây giờ tôi hỏi lần cuối, có chịu ngồi xuống học hành một cách đàng hoàng không? Không. Trời đất ơi, tức kìa chứ. Ây da. Ây, cái gì vậy? Trời đất ơi, lớn rồi mà còn bị té nữa cái ông này. Trời, ông có sao vậy? Sao cái mặt của ông đỏ chót vậy, là còn đổ mồ hôi nữa? Tôi không biết nữa. Ông cảm thấy trong người như thế nào vậy? Tôi thấy nó nóng nóng, mệt mệt quá nè bì ơi. Hình như là Tô Gà bị sốt rồi. Từ từ, hình như hồi chiều tụi mình cùng nhau che dù mà nhỉ? Mà lúc mà đi về á thì mình thấy áo của Tô Gà ướt hết luôn. Không lẽ nào? Trời đất ơi, do tôi vô tâm hay là do ông kia bị ngáo gì trời? Ôi giời đất ơi, được rồi, bây giờ mình sẽ đem cái này lên để mà đút cho ăn mới được. Tại vì hình như từ lúc về tới giờ là lo dạy học cho mình là chưa có ăn uống gì luôn. Tội nghiệp thiệt. Được rồi, tôi đút ông ăn nha. Cảm ơn bà nhiều nha. Ok, để tôi thổi cho nó bớt nóng nè. Chăm người bệnh thì thường người ta ăn xong thì người ta sẽ đi ngủ. Ok, được rồi, bây giờ tôi sẽ hát ru cho ông ngủ nha. À, ông muốn nghe bài gì? Hát bài gì cũng được. À, bài gì cũng được hả? Ok, để tôi hát. Ông này là con gà hả?
để hát con vịt đi. Một con vịt sẽ đã hai cái cánh. Gì vậy trời? Ủa tôi hát cho ông ngủ mà sao ông không buồn ngủ hả mà ông cười? Thì tôi cũng buồn mà, nhưng mà là buồn cười. Trời đất, tôi bị bệnh rồi mà còn bài đặt cười nữa. Thôi. Nói chung là bây giờ tôi im lặng đó, cho ông ngủ đó, ông ngủ đi. Mắt không tôi hát ông này buồn cười. Ok, tôi ngủ đây, cảm ơn nha. Ok, mình quyết định rồi. Mình sẽ đem cái cuốn sách này tới gần học luôn để chăm cho nó dễ các bạn ơi. Chỗ này sẽ là một cái chỗ học lý tưởng của mình. Vừa canh được ông này bị bệnh thức dậy cần gì thì mình có mặt liền, vừa được ngắm cảnh nữa. Trời đất ơi, còn gì bằng. Từ đầu video tới giờ tôi chỉ là giỡn với các bạn với cả tô gà thôi. Chăm ba cái bài tập này làm cái một, chỉ là tôi không muốn thôi. Mang danh là con gái của quỷ vương mà làm sao học ngu được. Chơi game cũng đỉnh mà học cũng đỉnh, vậy mới sợ. Ghê chưa, ghê chưa? Ok, tôi quên nữa. Ông kia ông đang ngủ. Hình như mình nói hơi lớn rồi đó. Tôi nói hơi lớn rồi. Trời đất ơi, cái mỏ của chú. Ok, mình sẽ học bài trong im lặng vậy. A few moments later. Buồn ngủ quá. Mà mình cũng học xong rồi. Ôi, ông kia vẫn còn ngủ hả? Nhưng mà ông ngủ luôn cái giường của tôi rồi. Chỗ đó tôi ngủ đó. Nhưng mà thật ra thì nhìn kỹ có vẻ thiên thần không phải tên nào cũng đáng ghét nhỉ. Sao hôm nay có vẻ đáng yêu thế nhỉ? Nà Bi. Trời ơi, nay nhìn vui quá ta. Hôm nay là ngày có điểm thi đó. Không biết Nà Bi của chúng ta có hả tiến bộ chút nào không nhỉ? Nhìn tôi tự tin như thế này mà ông còn phải hỏi hả? Mời tô gà lên trên xem bảng điểm đi nào. Được rồi, đi thôi. Nà Bi của chúng ta đây sao không còn đứng cuối bảng nữa hả? Mà lên giữa luôn kìa. Đương nhiên rồi. Trời ơi, nhờ ai vậy? Không biết còn không biết cảm ơn nữa. Trời ơi là trời. Trời, cái mỏ giật tính chửi tôi đúng không? Cô không biết rằng là hả, nhờ tôi cô mới không bị đày xuống ma giới đó nghe chưa? Chửi gì đâu, cái mỏ giật gì. Nhờ cậu cả, cảm ơn nghe. Nghe gì thấy ghê quá vậy? Nghe nhẹ nhàng quá hả? Không rõ thì nghe nó lại coi. Ông đang định chọc tôi đúng không? Là cái mỏ không giật tính chửi đó. Tôi đâu có ý đó đâu. Trời ơi, xin lỗi mà.